Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin giao thông an toàn ngày 26 tháng 6 của kênh VTC14. Mở đầu là một số thông tin đáng chú ý về tình hình giao thông mà chúng tôi vừa cập nhật trong khung giờ cao điểm chiều nay tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tại Hà Nội, những tuyến đường di chuyển chậm như Âu Trợ Dừa, Hồ Tùng Mậu, Giải Phóng, Xuân Thủy, Trần Duy Hưng, Thụy Khuê, Trần Cung, Láng Hạ, Hàng Hòm hướng đi Hàng Trống, Kim Mã hướng đi Giang Văn Minh, tầng 2 cầu Thăng Long, Pháp Vân hướng đi bến xe nước ngầm. Tại quốc lộ 3 hướng đi Thái Nguyên, xảy ra một vụ va chạm giữa một xe tải với một xe gắn máy, khiến các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn. Còn tại Tôn Thất Thuyết, qua số nhà 10, có một xe tải chết máy khiến các phương tiện di chuyển chậm. Ngã ba Giải Phóng, Đại Từ, có một xe container chết máy khiến tuyến đường ở đây ùn tắc cục bộ. Ùn tắc kéo dài trên đường Phan Trọng Tuệ hướng về Ngọc Hồi khiến các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn. Còn tại khu vực xã Đàn có một xe ô tô 7 chỗ bị nổ lốp khiến người điều khiển mất lái đâm sang phía đường đối diện, lao lên vỉa hè số nhà 288 khiến 3 xe máy dựng trước cửa nhà hư hỏng nặng, rất may không bị thương vong về người. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện đang đông dần lên tại các tuyến phố như Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Xí qua chợ Nguyễn Xí, Phạm Hùng hướng đi Hưng Phú, Nguyễn Trãi kéo dài, ngã ba Tam Hiệp, ngã tư Amata, Nguyễn Kim hướng đi đường mùng 3 tháng 2, ngã 6 Phù Đồng Thiên Vương khiến các phương tiện di chuyển chậm. Xô viết Nghệ Tĩnh đèn tín hiệu tại đây gặp trục trặc khiến giao thông tại khu vực này rất lộn xộn. Quốc lộ 1 đoạn Tân Vạn hướng đi quận 9, các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn, nhất là trên phần đường của người đi xe máy. Tiếp theo ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Vào rạng sáng ngày hôm nay 26 tháng 6 đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông gây chú ý. Tại Đắk Nông, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 47C05940 do Nguyễn Văn Trấn, sinh năm 1973, trú tại huyện Krông Nô, điều khiển đi trên quốc lộ 14 hướng Gia Nghĩa đi Đắk Rấp thuộc thị xã Gia Nghĩa. Do xe chở quá tải và chạy quá tốc độ nên khi đến đoạn qua phường Nghĩa Tân thì đâm vào xe ô tô mang biển kiểm soát 14T2576 đi cùng chiều. Vụ tai nạn khiến anh Bùi Xuân Minh, sinh năm 1979, ngồi trên xe ô tô chết tại chỗ và hai người khác bị thương. Sau khi gây tai nạn, lái xe Nguyễn Văn Trấn đã đến công an thị xã Gia Nghĩa đầu thú. Còn vào lúc 2 giờ 30 phút sáng nay, một vụ tai nạn giữa hai xe tải đã xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, làm giao thông ách tắc kéo dài trong 5 tiếng đồng hồ. Còn vào khoảng 21 giờ tối ngày 25 tháng 6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại điểm giao cắt giữa tuyến đường sắt Hà Nội Quan Triều với đường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Do thiếu quan sát khi đi qua đường ray, xe ô tô tải biển kiểm soát 20L1007 đã bị tàu hàng số hiệu D12E636 đâm tạt ngang đầu xe. Vụ đâm va khiến phần đầu xe tải hư hỏng hoàn toàn, đầu tàu hỏa bị hỏng phần gầm. Đặc biệt, đường ray của luồng đường sắt bên cạnh bị bẻ cong khoảng 30 mét. Sự cố cho tới sáng nay mới được khắc phục xong, rất may không có thiệt hại về người. Theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải, dự án quốc lộ 1 đã giải phóng mặt bằng theo chiều dọc được gần 1.170 km, đạt 95,8%. Quốc lộ 14 đã giải phóng mặt bằng được 286 km, đạt 98,2%. Số mặt bằng cần giải phóng nốt còn lại không nhiều, thuộc về 12 tỉnh, trong đó có 6 tỉnh gồm Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đắk Lắk có khả năng hoàn thành được trong tháng 6 năm 2014 này. 6 tỉnh còn lại là Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Hậu Giang, Bình Phước phải chỉ đạo quyết liệt để bàn giao mặt bằng trước ngày 15 tháng 7 năm 2014. Phó Thủ tướng đã yêu cầu từng tỉnh cam kết phải đúng tiến độ nêu trên, hạn chót chậm nhất là ngày 15 tháng 7 năm 2014. Tại các bến xe nhà ga, ngoài việc hướng dẫn sĩ tử về Hà Nội thi đại học, các cảnh sát giao thông sẽ giúp đỡ đưa thí sinh tới điểm thi. Đây là một trong những điểm đáng chú ý trong kế hoạch đảm bảo giao thông dịp tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2014 của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội. Theo đó, các đội cảnh sát giao thông sẽ có lực lượng, phương tiện như ô tô, mô tô túc trực tại bến xe, ga tàu để hướng dẫn thí sinh và người nhà đến các địa điểm thi.
Trường hợp thí sinh và người nhà không biết đường, không có phương tiện, cảnh sát giao thông trực tiếp đưa đi hoặc qua các lực lượng khác giúp thí sinh, người nhà đến các địa điểm thi khi có yêu cầu. Còn vào khoảng 14 giờ chiều nay, trên km 54 quốc lộ 5 đoạn qua tỉnh Hải Dương đã xảy ra một vụ lật xe hàng khiến đoạn đường này bị ùn tắc nghiêm trọng. Cụ thể, chiếc xe tải 2,5 tấn mang biển kiểm soát 89C02960 chở nhiều bao tải chứa vàng mã lưu thông theo hướng Hà Nội Hải Phòng đến km 54 bất ngờ bị nổ lốp. Lái xe không làm chủ được tay lái nên xe đã bị lật nhào ra đường, nhưng toàn bộ số hàng đã bị đổ xuống đường, rất may không có ai bị thương vong. Khoảng 30 phút sau, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Cẩm Giàng, Hải Dương đã có mặt để giải quyết vụ việc, nhưng lúc này đã xảy ra ùn tắc cục bộ gần khu vực xảy ra tai nạn. Đến 16 giờ chiều ngày hôm nay, các xe container vẫn xếp hàng dài trên tuyến quốc lộ 5. Thưa quý vị và các bạn, sử dụng bê tông nhựa không chuẩn cùng với dự báo lượng xe ra vào cảng Cát Lái sai thực tế được cho là một nguyên nhân khiến đại lộ hiện đại Đông Tây bị lún nhiều lần liên tục. Đây là kết luận được Hội cầu đường cảng Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra sau nhiều lần kiểm tra toàn diện tuyến đường này. Một nguyên nhân nữa là dự báo xe tải ra vào cảng Cát Lái đã không đúng. Trước đây dự báo 10.000 xe mỗi ngày, nhưng nay đã lên đến 22.000 xe. Chính vì vậy mà việc thiết kế sử dụng lớp bê tông nhựa cho lượng xe rất lớn, chưa được chính xác. Theo Hội cầu đường cảng Thành phố Hồ Chí Minh, để xử lý dứt điểm phần bị lún ở đại lộ Đông Tây, cần tăng hàm lượng polymer trong kết cấu bê tông nhựa, đồng thời cần cho xe tải đi đều vào các làn, chứ không để xe tập trung đi vào một phía như hiện nay. Ngoài ra, cần chuyển bớt lượng hàng hóa ra cảng Cái Mép, Thị Vải và cảng Hiệp Phước. Trong khi đó, thì theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, 6 tháng đầu năm 2014, tai nạn giao thông trên cả nước giảm mạnh, giảm khoảng 2.000 vụ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tình hình tai nạn vẫn diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm, có 46 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giảm số người chết vì tai nạn giao thông. Trong đó, 10 địa phương giảm trên 20% số người chết là Bắc Giang, Phú Thọ, Lạng Sơn, Ninh Thuận, Hậu Giang, Bình Thuận, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Điện Biên, Hà Tĩnh. Đặc biệt, Bắc Giang giảm trên 50% số người chết vì tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, vẫn còn 12 địa phương có số người chết vì tai nạn giao thông tăng. Trong đó, 9 tỉnh tăng trên 25% là Bạc Liêu, Yên Bái, Trà Vinh, Lai Châu, Đồng Nai, Bến Tre, Vĩnh Long, Kiên Giang và Cà Mau. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Đinh La Thăng đánh giá, mặc dù số vụ, số người chết và số người bị thương vì tai nạn giao thông giảm khá sâu so với cùng kỳ năm trước, nhưng tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, số vụ, số người chết và số người bị thương vẫn còn ở mức cao. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng cho biết, thời gian tới sẽ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục thực hiện siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, để kiểm soát hiệu quả xe quá tải, Bộ sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, xử lý các xe ô tô tải tự ý cơi nới thùng xe trái phép để chở quá tải trọng, lưu hành tại các mỏ vật liệu, chân nguồn hàng, các dự án, công trình giao thông đang thi công, tuyến quốc lộ trên cả nước. Tình trạng các xe ô tô tải thùng tự đổ và xe xi téc tự ý thay cơi nới kích thước thùng trong hai kỳ đăng kiểm để chở hàng quá tải trọng xảy ra khá phổ biến. Trong khi đó, các cơ quan đăng kiểm chưa kiểm soát được những xe này giữa hai kỳ đăng kiểm do khi vào khám xe thì các phương tiện này lắp thùng đúng quy định nhưng đăng kiểm xong lại thay thùng khác. Theo ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đợt ra quân lần này không phải là chiến dịch mà là làm lâu dài, bền bỉ. Nếu các cục quản lý đường bộ đều xử lý tốt vi phạm kích thước thùng chở hàng của xe ô tô tự đổ thì chắc chắn sẽ có hiệu quả cao trong công tác kiểm soát tải trọng xe. Trong một cuộc họp mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng quy rõ trách nhiệm, quá tải lọt qua địa phương nào, chủ tịch tỉnh đó phải chịu trách nhiệm. Như thường lệ, sau đây là lịch bay hàng không trong ngày. Thank you.
tiếp tục câu chuyện xe ben lộng hành giữa Hà Nội bị nghi ngờ được bảo kê. Theo ghi nhận của VTC14 trong những ngày gần đây, các phương tiện này đều đang tham gia các công trình, dự án chung cư đang thi công trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Đông, Từ Liêm, Hoàng Mai và Đống Đa. Điều đáng nói, hầu hết các phương tiện xe tải đều không có giấy phép lưu thông. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Đây là những công trình, dự án nhà chung cư trên tuyến đường Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Sau vụ tai nạn thương tâm xảy ra ngày 16 tháng 6 trên đường Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, vào thời điểm ban ngày, gần như không xuất hiện xe tải chở vật liệu rời hoạt động. Còn đây là biển cấm xe tải hoạt động trên đường Quang Trung, phố Nhuệ Giang. Tuy nhiên, hệ thống biển báo này chỉ có tác dụng vào ban ngày. Về tối và đêm, dường như lại bị phản tác dụng. Từ hướng quận Hà Đông, Thanh Xuân, chỉ sau 19 giờ, xe tải cũng như xe chở vật liệu rời hoạt động rất tấp nập. Các phương tiện này, phần lớn đều không có giấy phép lưu thông vào phố cấm. Cán bộ chỉ đưa em một cái sổ đăng kiểm thôi, trên xe đi đường em lưu hành thôi. Thế kia thì em không rõ lắm ạ. Vâng. Theo quy định phải dán trên cái mặt kính xe sau khi dán. À, cái có kia, có kia. Không giấy lưu thông đường cấm mà. Đường lưu thông đường phố mà. À, cái em cũng không nắm rõ là cái gì, bằng cái gì em cũng cái đấy thì không phải đâu, em cứ được lệnh đi là em đi được. Bê tông HT89, xe trộn bê tông Hoàng Anh hay Đức Thảo là doanh nghiệp có nhiều phương tiện lưu thông vào đường cấm nhiều nhất, và đương nhiên các phương tiện này đều không bị phạt. Đáng lưu ý, vào thời điểm mà phóng viên VTC14 ghi hình, các chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc đội cảnh sát giao thông số 7 đều có mặt nhưng không xử phạt. Kể cả khi phóng viên đề nghị cảnh sát giao thông kiểm tra các phương tiện này, thì lái xe đều không xuất trình được giấy phép được lưu thông vào đường cấm. Thì em cứ quá tầm độ 21 giờ thì em được vào đi qua đây ngã tư, 21 giờ được lưu hành xe tải. Chạy này là chuyến đầu tiên nên là em chỉ nghe thấy các anh bảo là đường này cấm là từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối ạ. Nhà xe các đơn vị mà khi di chuyển thì thường là hay thăm dò các lực lượng liên ngành, các lực lượng chức năng phối hợp với nhau. Khi mà thấy các lực lượng đi làm tuyến này thì người ta lại có những cái đầu mối thông tin, người ta alo cho các lái xe thì lái xe tránh ra. Đấy, cho nên là cái việc mà sự kiểm tra kiểm soát của anh em trên đường là cũng gặp một cái khó khăn nhất định. Ông Tùng cũng cho biết, đội thanh tra giao thông vận tải quận Hà Đông từ đầu năm đến nay mới chỉ xử lý được 15 trường hợp. Nhiều anh em lái xe người ta sau khi mà bị xử lý, họ có phản ánh là bản thân lái xe thì cũng không muốn vi phạm. Thế nhưng một là chủ xe yêu cầu, vì chủ xe là thuê lái xe theo lương tháng thì khi có việc là lái xe phải chạy phải làm. Đấy. Cái thứ hai là cái tiến độ công trình cũng là một phần. Đấy. Cho nên là mặc dù lái xe biết là vi phạm rồi nhưng nhiều người vẫn phải chạy theo cái sự chỉ đạo của chủ xe, của các doanh nghiệp. Việc xe tải ngang nhiên hoạt động, hay nói chính xác hơn là lưu thông trên đường cấm bất kể ngày đêm, không được cấp phép hoạt động nhưng không bị xử phạt, đang cho thấy có sự làm ngơ của lực lượng xử phạt. Mà ở đây là cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông vận tải. Bản tin giao thông an toàn ngày 26 tháng 6 của kênh VTC14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.